Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Bản tin hôm nay ngày 2 tháng 12 Chủ nhật sẽ có những nội dung chính sau đây. Trong chuyên mục tin sáng, quy định tiêu hủy chó mèo vô chủ sau 3 ngày, dù chưa ở đâu thực hiện nhưng sẽ phải sửa đổi bởi quy định này được cho là không mang tính nhân văn. Nhiều người Việt Nam không tin và tỏ ra bình thản trước tin đồn ngày tận thế 21 tháng 12 sắp tới. Họ còn khuyên mọi người hãy sống vui, đừng lo lắng vô ích. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng, tìm hiểu những công thức làm nên sự thành công của âm nhạc Hàn Quốc để thấy được tại sao giới trẻ Việt lại bắt cuồng vì những ngôi sao đến từ xứ sở kim chi. Trong chuyên mục Cuộc sống bốn phương, Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng tên lửa tầm xa trong vòng 3 tuần tới, một động thái chắc chắn bị cộng đồng quốc tế lên án gay gắt và sẽ làm gia tăng căng thẳng với Hàn Quốc trước thềm bầu cử tổng thống. Gặp gỡ cặp vợ chồng may mắn người Mỹ, một trong hai chủ nhân của giải thưởng xổ số trị giá hơn 12.000 tỷ đồng. Mở đầu chương trình như thường lệ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm qua, ngày 1 tháng 12 năm 2012. Mặc dù đã xuất hiện ở miền Bắc từ một vài ngày trước, nhưng đến sáng ngày hôm qua, sương mù bao phủ dày đặc mới khiến người dân thực sự bất ngờ. Tồn tại trong nhiều giờ đồng hồ, hiện tượng thời tiết này đã gây không ít ảnh hưởng đến giao thông cũng như nhịp sống của người dân. Tại các đường phố ở thủ đô, các phương tiện phải di chuyển chậm do sương mù làm hạn chế tầm nhìn. Nhiều xe vẫn phải sử dụng đèn chiếu sáng. Mưa bụi xuất hiện kết hợp với sương mù khiến mặt đường trơn trượt, dễ xảy ra va chạm. Nhưng mà tôi thấy hôm nay là nó nhiều hơn hôm nhiều mà. Nói chung là về giao thông thì nó khó khăn mình tí, thì mưa gió nó trơn, nghĩa là đi lại nó khó. Tại một số khu vực như Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm, các công viên, lượng người đi tập thể dục buổi sáng giảm đi đáng kể. Nhất là ông bà già chẳng có ai. Và hôm giờ này vẫn nhiều lắm. Chúng tôi đau đầu lắm. Ông ngong nhưng mà tôi cố ra tập cho đỡ đau. Vì thở cũng khó chịu. Thở cảm thấy nặng hơn. Vì độ ẩm của nó cao. Các chung cư cao tầng ở Hà Nội bị sương mù giăng kín. Nhiều tòa nhà gần như không nhìn thấy đỉnh. Hiện tượng này kéo dài cho đến tận 11-12 giờ trưa. Tại khu vực miền núi, nhất là vùng thung lũng không có gió, sương mù dày đặc và duy trì cả ngày lẫn đêm. Những gì diễn ra ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong sáng ngày hôm qua được cho là có nhiều bất thường. Rất là hiếm gặp vào cái thời kỳ này. Cái tình trạng này thường là hay gặp vào tháng 2 và tháng 3, tức là vào dịp Tết âm lịch thì vẫn hay gặp. Nhưng mà năm nay nó có những cái khác biệt, tức là giữa các cái đợt không khí lạnh thì nó có một cái tình hình thái là không khí lạnh nó biến tính và mang lại một cái hơi ẩm rất lớn ở ngoài biển đưa vào gặp cái không cái mặt đất lạnh và ngưng kết tạo ra một cái sương mù bình lưu rất là lớn. Nhiều chuyên gia cho rằng tại các thành phố lớn, sương mù có khả năng ô nhiễm cao hơn so với vùng ngoại ô và vùng miền núi. Những chất ô nhiễm trong không khí tác động không tốt lên hệ hô hấp của con người. Các bệnh nhạy cảm với thời tiết như ho, cảm cúm, huyết áp cũng xuất hiện nhiều hơn. Đối với các loại cây trồng thì hiện tượng bất thường này gây hại không nhỏ. Vì độ ẩm trong không khí tăng sẽ phát sinh nấm, sâu hại phát triển nhanh, dễ dàng lây lan trên diện rộng. Tuy nhiên, sương mù tại các tỉnh miền Bắc chỉ tồn tại hết ngày hôm qua. Từ chiều tối qua, miền Bắc đã đón không khí lạnh có cường độ rất mạnh, khiến trời mưa dông, nhiệt độ giảm 3 đến 5 độ so với trước đó, trời rét về đêm và sáng. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình sẽ là điểm những tin được đăng tải trên các trang báo ra sáng nay. Tin đầu tiên trên trang 10 và trang 11 của Thời báo Kinh tế Sài Gòn về câu hỏi ai sẽ giám sát doanh nghiệp nhà nước. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, gọi tắt là CM, Lê Xuân Bá nói một cách đầy ẩn ý về tình trạng quản lý lỏng lẻo ở các doanh nghiệp nhà nước. Kiểm soát doanh nghiệp nhà nước không đi vào thực chất của vấn đề. Có thể chúng ta kém nhưng cũng có thể là chúng ta chủ ý làm như thế là các nhà nghiên cứu. Chúng ta phải đề xuất những giải pháp tốt nhất cho nền kinh tế. Chúng ta phải nói mà không sợ đụng chạm, còn quyết định là của trên. Nhận xét thẳng thắn như trên được ông Bá đưa ra khi tổng kết một cuộc thảo hội thảo về quản lý nhà nước ở các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do CM tổ chức cuối tuần trước tại Hà Nội. Đã hơn 2 năm sau sự sụp đổ của Vinasin và sau đó là Vinalize, Sông Đà và không ít doanh nghiệp khác, câu chuyện quản lý các doanh nghiệp nhà nước vẫn còn gây nhiều tranh cãi.
nhưng dù được xác định là đầu tàu của nền kinh tế, thật khó biện minh cho những gì đang diễn ra ở rất nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Hình ảnh những con tàu rỉ sét trôi giạt, những lời ca thán của thủy thủ đoàn bị bỏ rơi đói khát tại nước ngoài, hay những nhà xưởng hoang tàn mà chủ của nó, Vinaline, không còn tiền để cứu trợ, gây ra nhiều ám ảnh và đau xót. Thật lạ lùng, cũng như Vinasin, không một ai nhận trách nhiệm về mình. Trên báo Doanh nhân Sài Gòn có bài viết về kinh tế đáng chú ý với tựa đề Ghim nhau về giá của nhóm tác giả Phong Vân và Hải An. Bài viết cho hay, sau một thời gian dài hạ dần giá bán, đến nay nhiều doanh nghiệp bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bố là họ sẽ không giảm giá nữa. Sẽ lại có một sự ghim nhau về giá giữa người bán, ở đây là doanh nghiệp, và người mua cho đến khi có những diễn biến mới. Đó có thể là một tín hiệu cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế đang ấm lên. Có một sự thay đổi đột biến về chính sách khiến giá thành bất động sản giảm kéo theo sự giảm giá bán, hoặc là việc rời bỏ thị trường của nhiều doanh nghiệp khiến giá giảm sâu trong ngắn hạn và tăng trở lại sau đó do thiếu nguồn cung. Giá căn hộ đã giảm từ 10 đến 30%, thậm chí là 50 đến 60% tùy phân khúc so với thời đỉnh cao, nhưng sức mua vẫn rất chậm. Chính vì lý do này mà các doanh nghiệp cho rằng điều cần làm bây giờ là tập trung vào chất lượng căn hộ và tiến độ thực hiện dự án, chứ không nên tiếp tục giảm giá căn hộ như thời gian qua. Khi những doanh nghiệp ăn xổi hoặc không đủ tiềm lực đã thoát ra khỏi thị trường thì chỉ có hai nhóm doanh nghiệp giảm giá cho đến khi giá bán được hàng và ghìm giá để tiếp tục chờ đợi. Tiếp tục giảm giá sẽ tạo nên tâm lý chờ giảm sâu nữa từ phía những người mua. Tác động của nền kinh tế khó khăn đã khiến cho thu nhập của người dân giảm, nên số người có tiền và quan tâm đến việc mua căn hộ nói riêng cũng như là bất động sản nói chung sẽ càng ít hơn. Tuy vậy, những người lạc quan lại cho rằng bất động sản chắc chắn sẽ hồi phục, giá căn hộ ngày càng rẻ, kinh tế vĩ mô dần ổn định, lãi suất và lạm phát không còn cao, các biện pháp hỗ trợ cho thị trường ngày càng đi vào thực chất. Vì vậy, thị trường hoàn toàn có thể bước vào chu kỳ tăng trưởng mới trong một vài năm tới. 93% doanh nghiệp không giới thiệu sản phẩm mới trong suốt 4 năm qua là con số khá được quan tâm do tác giả Cầm Văn Kình giới thiệu trên trang 4 và trang 5 của báo Tuổi Trẻ cuối tuần. Khó tiếp cận vốn nên doanh nghiệp không đầu tư, vì vậy cũng chẳng có sản phẩm mới. Cái sảy này cái ung, tiêu thụ và sản xuất lại càng thêm khó. Và đây là một trong những điều vẽ nên chân dung doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam mà báo cáo đặc điểm môi trường kinh doanh ở Việt Nam năm 2011 do Viện Nghiên cứu Quản lý Trung ương, CIM và Đại học Copenhagen của Đan Mạch vừa công bố cho thấy điều đó. Trao đổi với ông Nguyễn Thành Tâm, Ban Cải cách và Phát triển Doanh nghiệp CIM cho biết, theo kết quả khảo sát, số lao động toàn thời gian của gần 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ đã giảm từ 28.174 năm 2009 xuống 26.414 năm 2011, tính ra tổng số lao động giảm 6,2%. Mặc dù để xác định được mức độ tác động mạnh hay yếu của khủng hoảng toàn cầu, cần xem xét phân tích nhiều yếu tố khác nhau như năng suất lao động, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, xuất khẩu, nhưng thực tế cho thấy khủng hoảng kinh tế toàn cầu kết hợp với suy giảm kinh tế ở Việt Nam đã tác động rất tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo số liệu từ cuộc điều tra này, có tới 93% doanh nghiệp không giới thiệu sản phẩm mới trong suốt 4 năm qua. Tỷ lệ doanh nghiệp có đầu tư cho thiết bị trong giai đoạn 2009-2011 giảm khoảng 15%. Đáng lưu tâm là tỷ lệ doanh nghiệp có đầu tư cho nghiên cứu và phát triển chỉ chiếm khoảng 0,2%. Do mức độ đầu tư thấp cho máy móc, thiết bị và cho nghiên cứu phát triển thấp như vậy, tất yếu sản phẩm mới cũng có tỷ lệ không cao. Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam có vai trò làm sống động nền kinh tế, vì vậy những khó khăn của họ hiện nay và chi phí không chính thức, không ra được sản phẩm mới, khó tiếp cận vốn ngân hàng cần được quan tâm và có những biện pháp tháo gỡ thực tế. Báo cáo của chúng tôi cho thấy góp phần đã đưa ra thực trạng hiện nay, chỉ khi có giải pháp tốt thì thực trạng mới được giải quyết. Hy vọng trong thời gian tới, các biện pháp hỗ trợ cho khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ mạnh mẽ hơn, bởi sự phục hồi và phát triển của họ là một trong những yếu tố quyết định việc phục hồi và ra khỏi khó khăn của nền kinh tế Việt Nam. Trong chuyên mục Cửa sổ khoa học của báo Tuổi Trẻ cuối tuần, tác giả Trần Đông Hải đã có một bài viết chú ý nghiên cứu về Biển Đông nên đẩy mạnh các tài trợ cho nghiên cứu. Từ trước đến nay thì một vấn đề thường thấy được đặt ra liên quan đến việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam là tình trạng thiếu vắng các nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí quốc tế của những tác giả người Việt. Ai cũng biết nhiều yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông, nhất là câu chuyện về đường chín đoạn là những yêu sách lãng xẹt, vô căn cứ, thể hiện sự tham lam không thể chấp nhận. Vì vậy, chuyện biện minh một cách khoa học và có tính thuyết phục cho các yêu sách đó là việc khó. Việt Nam vẫn được coi là có cơ sở vững vàng hơn cả về mặt pháp lý và thực tế, lẫn sự hợp lý trong các yêu cầu của mình về Biển Đông.
các nghiên cứu khoa học thường được coi là chuẩn mực theo các tiêu chí khoa học và vì thế ít nhiều khách quan hơn vì phải dựa trên bằng chứng cũng như những dẫn trích chéo. Việt Nam có cơ sở vững vàng hơn, nhưng nếu Việt Nam thiếu đội ngũ nghiên cứu, phân tích, trình bày, khai thác các cơ sở này để bảo vệ mình trên mặt trận khoa học, thì phía Trung Quốc dù có cơ sở thiếu thuyết phục hơn, nhưng với đội ngũ chuyên gia hùng hậu hơn sẽ dần dần lấn át. Các bằng chứng, phân tích và lập trường của họ qua thời gian sẽ được trích dẫn thường xuyên hơn và có thể trở thành điều mà tâm lý học đã mô tả, một lời dối trá được nhắc đi nhắc lại nhiều lần sẽ thành điều mà người ta tin là sự thật. Ngoài khía cạnh khoa học, các nghiên cứu được xuất bản trong các ấn phẩm uy tín của quốc tế còn có vai trò nhất định trong việc tuyên truyền. Trong cuộc chơi tuyên truyền và chuẩn bị dư luận, ai nói nhiều hơn, to hơn và bền bỉ hơn thì người đó sẽ có ảnh hưởng lớn hơn. Vì thế, việc tăng cường sự hiện diện của các nghiên cứu khai thác những cơ sở vững vàng về pháp lý và thực tế, phân tích và bảo vệ các đòi hỏi chủ quyền chính đáng của Việt Nam trên Biển Đông, cũng như phê phán các lập trường cạnh tranh bành trướng của Trung Quốc là việc làm cấp bách. Đã có nhiều giải pháp được đặt ra, trong đó có việc đào tạo đội ngũ nghiên cứu của Việt Nam về các vấn đề liên quan đến Biển Đông và tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế. Nếu Việt Nam thực sự muốn có nhiều nghiên cứu quốc tế chất lượng về tranh chấp Biển Đông và được thực hiện nhanh chóng, có khả năng xuất bản cao trên các tạp chí quốc tế danh tiếng, bảo vệ lập trường của Việt Nam nhưng lại được nhìn nhận là khách quan hơn, thì việc lập ra các quỹ tài trợ cho nghiên cứu về Biển Đông là việc rất cần nên làm. Việc này sẽ càng có hiệu quả nếu kèm theo đó là việc tổ chức lại một cách bài bản hệ thống tư liệu, bằng chứng chủ quyền của Việt Nam và mở cửa rộng rãi cho các học giả nước ngoài có thể tiếp cận. Tác giả Dương Hà của báo Lao động cuối tuần ngày hôm nay có một bài viết với tựa đề là Chỉ kiểm lâm không giữ nổi rừng. Bài viết này phản ánh là tình trạng chặt phá rừng, khai thác lâm sản trái phép khiến nhiều khu rừng đang chảy máu đã không còn là một chuyện xa lạ. Điều đáng nói là lực lượng kiểm lâm còn quá mỏng và hạn chế ở nhiều bề để có thể chống lại những thủ đoạn của lâm tặc. Bằng nhiều biện pháp xã hội hóa bảo vệ rừng, ngành lâm nghiệp đã kêu gọi toàn dân vào cuộc cùng kiểm lâm bảo vệ tài nguyên rừng đang ngày càng bị tàn phá nặng nề. Song trong thực tế, càng vào cuộc, dường như mục tiêu bảo vệ rừng ngày càng xa vời. Hiện nay có một các chính sách được áp dụng tại nhiều địa phương, đó là kiểm lâm phụ trách địa bàn trong cùng một cụm xã được tổ chức hoạt động tập trung tại một trạm kiểm lâm địa bàn. Tuy nhiên, theo Cục Kiểm Lâm, cục diện tình hình vẫn khó thay đổi một sớm một chiều dù có tăng cường lực lượng này hết mức có thể. Nguyên nhân lớn nhất là do địa bàn rừng núi quá hiểm trở, độ bao phủ của rừng lại lớn, trong khi lực lượng kiểm lâm địa bàn lại quá mỏng, xem ra chưa ăn thua gì so với sự hùng hậu của lâm tặc. Chưa kể là điều kiện làm việc, sinh hoạt hiện nay còn quá khó khăn, thu nhập vẫn hạn chế, khiến dễ nảy sinh tình trạng chán nản, sao nhãng trong một bộ phận kiểm lâm nhất định. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về giáo dục. Viễn cảnh đóng cửa vì không tuyển được sinh viên đang là nỗi lo thường trực trong vài năm tới của một số trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam nếu những gì đang diễn ra không được thay đổi. Trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn trang 50 và 51, tác giả Hoàng Phi cho biết, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bội Khuê, trưởng khoa điện điện tử Đại học Bình Dương, như đang ngồi trên lửa khi mà đến nay khoa chỉ mới tuyển được 4 sinh viên. Năm ngoái, con số này là 50, chỉ bằng 1/3 chỉ tiêu, nhưng cũng tạm đủ để duy trì lớp học. Hy vọng vào năm sau, nhưng năm nay chỉ với 4 hồ sơ dĩ nhiên ông không thể mở lớp, đồng nghĩa với việc không thể duy trì được ngành học. Không chỉ ở Bình Dương, hầu như trên khắp nước, tình hình cũng rất đáng báo động. Đại học Tân Tạo ở Long An chỉ tuyển được chưa đầy 30 sinh viên. Đại học Phan Chu Trinh ở Quảng Nam coi như mất trắng khi phải trả lại toàn bộ hồ sơ do số lượng quá ít. Một số trường như Đại học Văn Hiến ở TP.HCM, Đông Đô ở Hà Nội hay Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM, tình cảnh còn bi đát hơn vì bị đình chỉ tuyển sinh. Một số trường khác cũng nhận được lời cảnh báo tương tự. Không có người học đồng nghĩa với nguồn thu của các trường bị giảm và những hệ lụy khác lần lượt sẽ đến. Thực ra, nguyên nhân dẫn đến hiện trạng khó khăn của các trường đại học tư không chỉ do sự bất cập của các chính sách mà còn ở cách làm ăn sổi ở thì của các trường. Rất nhiều trường ra đời một cách vội vã, không có đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cũng như là giáo trình. Chưa hết, cuộc chạy đua mở ngành đã khiến rất nhiều trường đổ xô đào tạo một vài ngành thời thượng như tài chính ngân hàng, quản trị, kinh doanh mà chẳng phải đầu tư bao nhiêu, kết quả là khủng thực hoàng thừa. Khi đó, chỉ những trường đã khẳng định được chất lượng đào tạo, được xã hội thừa nhận mới có khả năng tồn tại. Theo ông Huỳnh Thế Cuộc, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học cao đẳng ngoài công lập, một khi các trường ra đời ồ ạt, thiếu sự đầu tư một cách nghiêm túc, thì sự sàng lọc và đào thải đó cũng là một điều tất yếu, tuân theo quy luật của sự phát triển mà thôi. Cũng là một bài viết đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục. Ngày hôm nay trên báo Tuổi Trẻ cuối tuần có đăng tải bài viết của tác giả Thư Hiên với tựa đề là Giáo dục những bài học lạc lối, mầm non lao đao thủa xã hội hóa.
Bài viết cho hay, 10 năm qua là một giai đoạn đầy biến cố đối với bậc mầm non. Từ một bậc học bị đẩy ra xã hội hóa mạnh mẽ nhất, mầm non đã được nhà nước gánh trách nhiệm trở lại. Tuy nhiên, những hệ lụy vẫn khắc sâu vào đời sống tinh thần của xã hội do thiếu trường mầm non công một thuở không dễ gì xóa bỏ. Thực trạng tại Hà Nội là từ năm 2007 đến nay là giai đoạn ngành mầm non thủ đô chịu áp lực đặc biệt căng thẳng mỗi khi đến mùa tuyển sinh. Cao trào là năm 2011 khi hàng loạt báo mạng và báo giấy cùng đăng những phóng sự ảnh trắng đen ghi lại hình ảnh cảnh phụ huynh xếp hàng xin học của những người dân ở những trường mầm non công lập. Nhiều trường khác dù không có cảnh xếp hàng trắng đêm nhưng đường dây nóng của các cơ quan báo chí nóng rực lên bởi những lời kêu than của phụ huynh khi không biết gửi con ở đâu. Trường công thì không có chỗ, trường tư quá đắt đỏ, các nhóm trẻ gia đình cũng chẳng rẻ hơn được bao nhiêu, lại không yên tâm về chất lượng. Và thực trạng này cũng xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã sớm giật mình trước tương lai ngành giáo dục mầm non của thành phố khi nỗi lo chỗ học bị đẩy hết sang cho dân khi tiến hành mạnh mẽ chủ trương xã hội hóa. Và trước thực trạng trẻ em bị ngược đãi trong các nhóm trẻ gia đình, đầu năm 2008, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập một cuộc họp bàn về giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ mầm non. Trong cuộc họp này, bà Nguyễn Thị Thu Hà, lúc đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đã tuyên bố thành phố Hồ Chí Minh phải xây thêm nhiều trường mầm non công lập. Theo bà Hà, các quận huyện cứ mạnh dạn làm, nếu vương chỗ nào cứ báo cáo, thành phố sẽ đưa ra thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố để chủ tịch quyết định, vì nếu không làm là có tội với các cháu. Thời gian vừa qua, giới trẻ có đề cập đến một điệp từ ảo tung trào. Thực chất, đây là một thuật ngữ được giới trẻ ngày nay sử dụng để chỉ những chiêu trò lừa đảo câu tiền, câu tình hoặc câu thân trên Internet. Trong đó bao gồm cả trò lừa vì mục đích tài chính và tình ái, xuất phát từ những tiện ích trong kết nối phẳng của mạng Internet. Có những thành viên đã tranh thủ tình thương của cộng đồng rộng lớn trên mạng nhằm lừa để quyên tiền. Tác giả Quang Thành trên trang 4 và trang 5 của báo Gia đình Xã hội cuối tuần cho biết, gần đây nhất là thanh niên tên Đồng Phạm Nguyên sinh năm 86 ở An Nhơn, Bình Định đã lên mạng tung chiêu giả bị u não để quyên tiền. Nguyên tự nhận mình là con lai có hoàn cảnh đáng thương nhưng biết vươn lên trong cuộc sống. Nguyên lập nhiều nick ảo, tham gia các diễn đàn, lân la làm quen với nhiều người. Sau khi chiếm được cảm tình của các thành viên cộng đồng kết bạn trên mạng, Nguyên đột nhiên biến mất và bất ngờ xuất hiện sau đó khá lâu với dáng vẻ tiều tụy và ốm yếu. Nguyên nói mình bị u não cần tiền để chữa trị. Với chiêu bài này, Nguyên đã lừa đảo được hàng trăm triệu đồng của người hảo tâm ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó tiếp tục xuất hiện ở Hà Nội để lừa đảo. Tuy nhiên, khi hắn đang chuẩn bị nhận 12,5 triệu đồng ủng hộ từ một cô gái trẻ có tên là LNA sinh năm 90 trú tại Mê Linh, Hà Nội thì bị công an Hà Nội tóm gọn. Cũng không ít người lại tung ảo tung trào bằng cách khoe thân trên Facebook hoặc các diễn đàn mạng hot khác. Với không ít 9X, Facebook được tận dụng tối đa để các cô nàng tự cho mình là hot girl và các anh chàng thì tự cho mình là hot boy để khoe thân bằng một loạt các bức ảnh nửa kín nửa hở cho đến hở toàn thân. Thực tế, nếu tình trạng sau hàng khoe thân tiếp tục nở rộ, mạnh ai nấy khoe thì mạng xã hội sẽ ngày càng bị biến tướng, khiến cho nhiều thành viên nghiêm túc bị hành hạ bởi những bức ảnh chướng tai gai mắt. Thực tế, không ít trường hợp sống trong thế giới ảo quá nhiều, đắm chìm trong sự nuột nà, nhiều khi dối trá ở thế giới ảo mà dẫn đến hậu quả đề kháng với hiện thực. Không ít trường hợp nảy sinh tâm lý chán hiện thực, cứ phải sống thế giới ảo mới thấy hạnh phúc, cứ phải khoe thân trên mạng mới thu hút được sự chú ý. Do vậy, chúng ta cần sàng lọc, thẩm định, xác minh thông tin qua chính quyền địa phương hay các tổ chức mà đối tượng từng cư trú hoạt động hoặc kiểm chứng từ tất cả các nguồn thông tin có thể trước khi muốn quyên góp, ủng hộ cho một ai đó. Nếu tự chúng ta không cảnh giác thì chính chúng ta sẽ tiếp tay cho những hành vi lừa đảo, dối trá thông qua diễn đàn mạng, tiến sĩ xã hội học Nguyễn Thị Tố Quyên cho hay. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin trong nước đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ trao học bổng hỗ trợ về tài chính mà sẽ hỗ trợ điều kiện để học tập, nghiên cứu, kết nối và giúp các hạt giống tìm đến những cơ sở học tập, phát triển tài năng. Đây là thông điệp của Quỹ Hạt giống Việt tại lễ ra mắt sáng ngày hôm qua tại Hà Nội. Quỹ Hạt giống Việt là quỹ hỗ trợ tài năng trẻ cấp quốc gia chính thức đầu tiên của Việt Nam do Báo Nhân dân và Ngân hàng Techcombank đồng sáng lập. Đối tượng của quỹ là những học sinh sinh viên có năng lực và nghị lực vượt lên khó khăn, những thầy cô giáo tâm huyết đang phải làm việc trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn. Theo các nhà sáng lập quỹ thì đây cũng là cơ hội cho những học sinh nghèo được hưởng công bằng xã hội trong giáo dục. Ngoài hoạt động trao học bổng, quỹ còn hướng đến việc đẩy mạnh phong trào xây dựng mô hình gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, góp phần nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại cấp phường, xã. 15 trường hợp đã được nhận học bổng đầu tiên của chương trình với trị giá 20 triệu đồng mỗi suất.
Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 155 về hướng dẫn chế độ thu, nộp, sử dụng và quản lý lệ phí chứng minh nhân dân theo công nghệ mới. Theo thông tư này thì có 3 trường hợp không phải nộp lệ phí cấp chứng minh nhân dân mới. 3 đối tượng bao gồm công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, công dân thuộc các xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban dân tộc, công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật, công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa và trường hợp cấp đổi chứng minh nhân dân mới do nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính. Trong năm 2012-2013, chứng minh nhân dân mẫu mới sẽ được triển khai ở Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên và Hải Phòng. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế cả nước thì Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì được tăng trưởng khá với nhiều tín hiệu tích cực. Đây là nội dung được đề cập trong hội nghị bàn về tình hình kinh tế xã hội 11 tháng của năm 2012, kế hoạch của tháng còn lại và công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán sắp tới của Thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo tại hội nghị, sản xuất công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao hơn so với trung bình nhiều năm, kim ngạch xuất khẩu tăng 9,7% so với cùng kỳ, chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn mức tăng của cả nước, góp phần ổn định giá cả, kiềm chế lạm phát. Trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, nhiều giải pháp tích cực đã được thực hiện nhằm kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh với các ngân hàng. Trong chương trình kích cầu của thành phố, đến nay đã có 61 dự án được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt với tổng mức đầu tư là 4.542 tỷ đồng, số vốn vay được ngân sách hỗ trợ là 2.311 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2012 và những sai phạm chủ yếu vẫn liên quan đến lĩnh vực đất đai. Cụ thể, thành phố đã phát hiện hơn 8,4 triệu mét vuông đất liên quan tới các sai phạm. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực nóng như quản lý dự án, đầu tư xây dựng, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư với nhà nước đối với các dự án giao đất cho thuê đất, các dự án treo, đặc biệt là việc thu hồi đất ở một số xã trên địa bàn vẫn bộc lộ những sơ hở thiếu sót. Qua thanh kiểm tra hơn 8,4 triệu mét vuông đất và 618,2 tỷ đồng liên quan tới các sai phạm, cơ quan thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 578,5 tỷ đồng, thu hồi hơn 82 triệu mét vuông đất. Còn khi đó, tại Đà Nẵng thì hàng trăm người dân sống hai bên đường Tôn Đản, quận Cẩm Lệ của thành phố Đà Nẵng đang hết sức bức xúc vì tuyến đường dài 2,7 km này làm mãi không xong. Đây là con đường được nâng cấp, cải tạo theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Trước đó, hơn 700 hộ dân sống hai bên đường đã tình nguyện hiến hàng chục ngàn mét vuông đất trị giá 31,5 tỷ đồng để làm đường. Tháng 7 năm 2011, dự án đường Tôn Đản được triển khai với kinh phí 48 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công. Tuy nhiên đến nay, đã trễ 4 tháng so với kế hoạch, con đường này chỉ mới hoàn thành khoảng 70% số lượng công việc. Theo Ban Quản lý Dự án Giao thông Nông thôn, dự án này phải kéo dài đến năm 2013 và như vậy, hàng trăm người dân tình nguyện hiến đất tại đây sẽ phải đón thêm một cái Tết Nguyên đán với con đường đầy bụi bặm và nhiều hiểm nguy. Theo Cơ quan Phát triển Nguồn Nhân lực Hàn Quốc, thị trường nước này sẽ mở cửa trở lại cho lao động Việt Nam trong trường hợp Việt Nam kêu gọi tối thiểu 40% số lao động phi pháp về nước. Nếu làm được điều trên, hai nước sẽ tiếp tục gia hạn bản ghi nhớ cho phép lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc. Cơ quan Phát triển Nguồn Nhân lực Hàn Quốc nhận định, để giảm tỷ lệ lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc trong một thời gian ngắn là rất khó khăn, đòi hỏi chế tài mạnh hơn từ phía Việt Nam. Từ năm 2004 đến nay, đã có 70.000 lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc và hiện nay còn khoảng 62.000, trong đó có 14.000 cư trú và lao động bất hợp pháp. Việt Nam vừa là nước có số lao động đông nhất và vừa có tỷ lệ không về nước khi hết hạn hợp đồng tại quốc gia này. Để hạn chế tình trạng trên, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết sẽ cùng với các địa phương triển khai các giải pháp giảm tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng tại Hàn Quốc không về nước. Tuy nhiên, biện pháp chính vẫn là vận động các gia đình thuyết phục người thân trở về. Trong thông tư nhằm quản lý chó mèo, khống chế bệnh dại mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa đưa ra, quy định tiêu hủy chó mèo vô chủ sau 3 ngày đã gây nhiều bức xúc trong dư luận vì thiếu tính nhân văn. Cục Thú y, đơn vị soạn thảo thông tư đã có ý kiến đề xuất sửa đổi quy định này. Quy định tiêu hủy chó mèo vô chủ sau 3 ngày dù chưa thực hiện nhưng đa phần nhận được sự phản đối của người dân. Việc lập đội chuyên trách bắt giữ chó mèo thả rông cũng mới chỉ được tham khảo cách làm của các nước.
Đối với yêu cầu bắt buộc đăng ký với Ủy ban Nhân dân xã để được cấp số, trước mắt là để thống kê chính xác tổng đàn chó nuôi trong cả nước, bởi hiện tại con số này mới chỉ ước tính từ 6 đến 8 triệu. Qua nhiều năm điều tra, nguồn truyền bệnh dạy được xác định chủ yếu là chó nhà nuôi chiếm 95-97%, sau đó là mèo. Tuy nhiên, quá trình đăng ký sẽ thay đổi theo hướng tạo thuận lợi cho người dân, như chỉ cần khai báo với trưởng thôn, xóm, chứ không nhất thiết phải lên Ủy ban Nhân dân xã hay phường. Hiện nay, tại khu vực Thủy điện Sông Chanh 2 thuộc huyện Bắc Trà My của tỉnh Quảng Nam có 5 trạm quan trắc động đất. Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống còn rất hạn chế do hệ thống đường truyền Internet chưa được lắp đặt. Điều này sẽ được khắc phục trong tuần tới khi Sở Thông tin Truyền thông Quảng Nam phối hợp với Viện Vật lý Địa cầu xây dựng đường truyền Internet từ các trạm đo về các xã chịu ảnh hưởng của động đất. Thực tế, chỉ có một trạm đo động đất trong 5 trạm tại đập chính Thủy điện Sông Chanh 2 ghi nhận kết quả, kết nối và truyền tín hiệu về Viện Vật lý Địa cầu. Các trạm quan trắc còn lại được lắp đặt tại các xã Trà Nú, Trà Bui, huyện Bắc Trà My, Trà Mai, huyện Nam Trà My và Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước. Không ghi nhận được tín hiệu nên khi có động đất xảy ra phải dùng thiết bị kết nối Internet không dây hoặc biện pháp chép số liệu thủ công do một số xã vẫn chưa có sóng điện thoại. Điều này làm ảnh hưởng tới việc đưa ra thông báo động đất khẩn cấp để kịp thời di dân cũng như khó khăn trong công tác quan trắc nghiên cứu. Dự kiến ngày 7 tháng 12 sắp tới, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam sẽ làm việc với đại diện của Viện Vật lý Địa cầu để thông qua kế hoạch thiết lập đường truyền Internet cho các trạm quan trắc động đất một cách cụ thể. Chi phí thiết lập đường truyền Internet do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam hỗ trợ. Trong tháng 12 có một ngày khá đặc biệt, đó là ngày 21 tháng 12, ngày được cho là nền văn minh trên địa cầu sẽ diệt vong theo lịch của người Maya. Nhiều bằng chứng khoa học đưa ra phủ nhận niềm tin ngày tận thế, nhưng nó vẫn luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi khiến không ít người lo ngại. Theo một khảo sát qua mạng Internet thì phần đông người Việt nói rằng ngày tận thế chỉ là tin đồn và nếu có ngày đó thật thì cũng không sợ. Nhiều ý kiến cho rằng không nên lung lay trước những thông tin ngày tận thế. Nếu có xảy ra, chúng ta phải học cách thích nghi và đối mặt vượt qua. Đã là tận thế thì không thể tránh khỏi, vậy nên lo lắng cũng vô ích. Hãy sống vui, sống tốt, sống có ích từng giây, từng phút. Một số người còn vận dụng cả kiến thức khoa học để phản biện về thông tin ngày tận thế. Như các Marx đã nói, vạn vật luôn vận động, vũ trụ không phải ngoại lệ. Sự va chạm giữa các hành tinh là điều tất yếu của sự vận động. Không có một công thức chuẩn nào có thể tìm ra được rằng hành tinh này có thể sẽ va chạm với bao nhiêu hành tinh khác nữa. Do đó, ngày tận thế có thể có hoặc không, có thể xảy ra vào bất cứ thời điểm nào, nhưng cũng là hiện tượng bình thường. Càng gần đến ngày 21 tháng 12, chủ đề về ngày tận thế càng trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm trên các mạng xã hội. Dù vậy, thì phần lớn các ý kiến đều bày tỏ thái độ bình thản và không tin sẽ có ngày tận thế. 5 năm lặn lội đi đến mọi vùng miền, dù là những nơi xa xôi nhất để có thể giúp đỡ hỗ trợ các dự án, hỗ trợ người dân, nâng cao cuộc sống, triển khai các hoạt động nhân đạo tới những đối tượng dễ bị tổn thương. Ở mỗi vùng miền và mỗi mảnh đất đi qua, ông đều để lại cho người dân những ấn tượng sâu sắc về lòng nhiệt tình, sự tận tâm, đặc biệt hơn khi ông lại là một người nước ngoài. Đó chính là câu chuyện của ông Frank Cooper, trưởng đại diện văn phòng Hội Chữ Thập Đỏ Đức tại Việt Nam. Làm thế nào để nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cho người dân ở những địa phương còn nghèo tại Việt Nam luôn là trăn trở của người đàn ông này. Frank Cooper đến Việt Nam từ năm 2007 với cương vị là trưởng đại diện văn phòng Hội Chữ Thập Đỏ Đức. Trong 5 năm qua, Frank đã cùng các cộng sự của mình triển khai 13 dự án nhân đạo tại các vùng miền dễ bị tổn thương. Trong đó, tập trung vào các mục tiêu như nâng cao sức khỏe cộng đồng, giảm nhẹ tác động của thiên tai. Tôi đã từng làm việc ở rất nhiều quốc gia, nhưng điều mà tôi ấn tượng là sự tham gia, ủng hộ tích cực của người dân Việt Nam đối với các dự án. Ở các nước khác thì người dân không thực sự tham gia nhiệt tình, chúng tôi thậm chí còn phải làm giúp họ. Việt Nam thì ngược lại. Ví dụ như khi chúng tôi hỗ trợ xây dựng các công trình nhỏ, thì người dân có thể tham gia đóng góp những vật liệu xây dựng. Họ còn đưa ra những ý tưởng riêng của họ. Sau 5 năm, Việt Nam từ một đất nước xa lạ đã trở nên gắn bó với Frank. Sự tham gia, ủng hộ tích cực của người dân càng khiến cho người đàn ông Đức này quyết tâm mang đến sự thay đổi cho những vùng quê nghèo. Đó là giúp cho người dân có cơ hội tiếp cận nguồn nước sạch hay được trang bị những kỹ năng cần thiết để ứng phó với thảm họa thiên tai. Với từng dự án, Frank đều trực tiếp tham gia, đều đến tận cơ sở để tự mình thấy được người dân đang cần gì, đang mong muốn gì.
Khi làm việc trong những vùng sâu, vùng xa, tôi thực sự bất ngờ khi người dân ở đó có thể sống trong điều kiện vô cùng hạn chế. Để có nước sinh hoạt, họ phải đi rất xa, thậm chí là hàng chục km. Tôi cũng đã chứng kiến sức tàn phá ghê gớm của thiên tai và những gì người dân phải hứng chịu ở đất nước các bạn. Tôi mong muốn rằng tôi và các đồng nghiệp có thể làm được điều gì đó để cải thiện cuộc sống của họ. Mình thì mình cảm thấy rất là may mắn khi mình có một người sếp như là anh Frank. Trong vòng hơn 5 năm làm việc với anh ấy thì mình cũng giữa mình với anh ấy cũng có những cái rất là gắn bó trong công việc. Những cái ấn tượng là ví dụ anh là người không quản ngại khó khăn khi đi xuống những vùng sâu vùng xa, gặp gỡ bà con mà rất là thân thiện ở những cái nơi đó. Rồi về chuyên môn kỹ thuật mình cũng học được rất là nhiều. Mới đây, Frank Cuppers đã được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp chữ thập đỏ Việt Nam, ghi nhận những đóng góp của ông trong suốt thời gian qua. Cuối tháng 12 năm nay, Frank sẽ kết thúc thời gian làm việc 5 năm của mình tại Việt Nam. Tuy nhiên, đối với người đàn ông này, 5 năm dường như là quá ngắn ngủi. Ông vẫn muốn gắn bó lâu dài hơn nữa, vẫn muốn làm được nhiều việc hơn nữa cho những người dân nghèo trên dải đất hình chữ S. Có lẽ bất cứ ai trong số chúng ta cũng đã gặp những tình trạng căng thẳng, khủng hoảng trước khối lượng công việc quá lớn với nhiều áp lực, hay thường xuyên cảm thấy có lỗi với gia đình vì luôn về nhà rất muộn trong tâm thế mệt mỏi rã rời cả về thể chất lẫn tinh thần và không còn muốn giao tiếp hay là quan tâm đến ai nữa. Chương trình hiệu quả cá nhân PEP được trình bày trong cuốn sách có tên Lụt việc phải làm sao mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn ngày hôm nay, hy vọng sẽ phần nào giải quyết được những khó khăn mà các bạn đang gặp phải. Tác giả cuốn sách là Gary Gleason, chuyên gia đào tạo về làm việc trí óc hiệu quả, từng là cố vấn và đào tạo cho nhân viên, cũng như lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới như PricewaterhouseCoopers, Unilever, IBM và Ernst & Young. Lụt việc phải làm sao là những kinh nghiệm thực tế từ bản thân tác giả và các chuyên gia tư vấn PEP, cùng nhiều chia sẻ từ bạn bè, khách hàng cũng như đối tác kinh doanh của Gary Gleason về cách làm việc nâng cao hiệu suất. Sau 15 năm tính từ lần xuất bản đầu tiên, cuốn sách đã được biên dịch ra 17 thứ tiếng và xuất bản hơn 1 triệu bản trên khắp thế giới. PEP là viết tắt của Personal Efficiency Programs, là cách tổ chức công việc khoa học, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tăng hiệu suất. Tác giả cuốn sách đưa ra lời khuyên cho những người bắt đầu với quá trình PEP là phải biết cách quản lý bản thân. Sai lầm thường thấy nhất trong công việc mà mọi người hay mắc phải là gạt những việc họ không thích làm sang một bên, nghĩa là trì hoãn một cách có ý thức. Đây là một thói quen xấu. Một lượng lớn thời gian được sử dụng để giải quyết tất cả những việc đáng ra phải hoàn thành rồi, thay vì hành động ngay từ ban đầu. Quy luật Parkinson nói công việc luôn tự mở rộng hoặc điều chỉnh để chiếm đủ thời gian sẵn có hoặc được phân bổ cho nó. Điều đó có nghĩa nếu bạn phân bổ một thời gian nhất định để hoàn thành nhiệm vụ nào đó, khả năng hoàn thành được việc đó sẽ cao hơn. Chính vì thế, hãy kết thúc ngày làm việc đúng giờ quy định, không mang việc về nhà vì chúng ta cần một cuộc sống ngoài công việc và vì cuộc sống vốn đã có một hạn cuối được đặt sẵn rồi, chỉ có 24 tiếng trong một ngày. PEP giúp bạn dễ dàng tổ chức để có thể hành động sớm hơn qua nhiều bước nhỏ. Đầu tiên, bạn phải sắp xếp mọi thứ thật ngăn nắp. Sau đó, thực hiện nhiệm vụ hoặc công việc ngay khi bắt tay vào hoặc ngay khi biết, không lần nữa. Nhóm các công việc lại với nhau để xử lý. Lập kế hoạch để làm việc. Đúc kết các kinh nghiệm, Gary Gleason nhấn mạnh, trở ngại duy nhất và lớn nhất mà hầu hết mọi người cần phải vượt qua lại chẳng có liên quan gì tới khối lượng thông tin bạn xử lý hay gắn với yêu cầu được đặt ra cho bạn. Thậm chí chẳng có liên quan gì tới lượng thời gian bạn có. Thử thách của bạn là làm sao vượt qua được thói quen gạt những điều bạn không thích sang một bên. Tiếp tục chương trình là chuyên mục Câu chuyện buổi sáng, tìm hiểu những công thức làm nên sự thành công của âm nhạc Hàn Quốc để thấy được tại sao giới trẻ Việt lại phát cuồng vì những ngôi sao đến từ xứ sở kim chi. Trong chuyên mục Cuộc sống bốn phương, Nga bắt đầu thực thi đạo luật kiểm tra trình độ tiếng Nga đối với lao động nhập cư. Điểm mặt 10 nghệ sĩ thu nhập lớn nhất năm 2012 của làng âm nhạc thế giới.
Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với câu chuyện buổi sáng của chúng tôi. Có lẽ một sự kiện đáng chú ý nhất của tuần qua đã diễn ra chính là Đại nhạc hội K-pop, một hoạt động hưởng ứng 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc. Có lẽ chị Hằng khá chú ý đến sự kiện này với những phóng viên về văn hóa. Sức nóng của sự kiện này thì không chỉ diễn ra từ nhiều tuần trước trong giới hâm mộ nhạc Hàn mà đến tận bây giờ nó vẫn chưa kết thúc. Khi mà chương trình thì đã qua đi lâu rồi nhưng vẫn còn rất nhiều bài viết trên các trang báo phản ánh về sự kiện này. Vậy có thấy rằng là âm nhạc Hàn Quốc có sức ảnh hưởng ra sao thì có lẽ là chúng ta cũng không cần phải bàn tới nhiều nữa. Và làn sóng K-pop đã tỏa ra rất nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới và trong đó thì có cả Việt Nam của chúng ta. Tại sao âm nhạc Hàn Quốc lại có một sức hấp dẫn lớn đến như vậy? Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay với ý kiến của những người trong cuộc có thể sẽ góp thêm một lời giải đáp. Ra đời vào 15 tháng 7, 24 tháng 11, Gangnam Style của rapper Psy đã đạt kỷ lục hơn 800 triệu lượt người xem trên mạng YouTube. Psy đã trở thành một trong những nghệ sĩ Hàn Quốk đầu tiên có mặt trên bảng xếp hạng tầm cỡ Billboard Hot 100 của Mỹ. Liền sau đó, Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness trao chứng nhận đây là video được yêu thích nhất mọi thời đại. Psy cũng vừa giành giải thưởng video xuất sắc tại lễ trao giải MTV châu Âu. Sức lan tỏa của ca từ, điệu nhảy tưởng như ngớ ngẩn này đã vượt qua lãnh thổ Hàn Quốc và Việt Nam cũng nằm trong tầm ảnh hưởng. Em cũng có nghe qua và cũng xem rất nhiều lần rồi ạ. Âm nhạc nó vui nhộn ạ và cũng mình muốn nhảy theo cái điệu nhảy đó. Đó chỉ là một trong rất nhiều ví dụ cho thấy sức hấp dẫn cũng như sự phát triển của âm nhạc Hàn Quốc. Trong 2 năm trở lại đây, tại Việt Nam cũng đã hình thành một cộng đồng đông đảo các fan của âm nhạc xứ sở kim chi. Mình thích Big Bang và 2NE1 ạ. Bởi vì mình thích phong cách của họ rất là cá tính. Những cô gái ở SNSD và em mình cũng là một fan của cô gái suốt ngày đào các clip. Hiện tượng âm nhạc Hàn Quốc xâm lấn các thị trường trong khu vực và trên thế giới đã tiêu tốn rất nhiều giấy mực của báo chí cũng như các nhà báo, nhà nghiên cứu sản xuất âm nhạc. Thì mọi thứ nó có diễn tiến của nó và mọi người đều nhìn thấy rằng người Hàn Quốc họ rất là chú tâm đến việc xây dựng một cái người ta gọi là ngoại giao văn hóa. Trong đó điện ảnh, âm nhạc, ẩm thực, du lịch, tất cả mọi thứ đều không nằm ngoài cái mà gọi là những thứ người Hàn Quốc đem đi ngoại giao với thế giới. Cái đầu tiên đấy là cái sự quan tâm rất là đúng mực của chính phủ của họ và đặc biệt đấy là Bộ Văn hóa. Thì bản thân chính phủ họ có những cái đường lối cũng như họ cũng có những cái kế hoạch cũng như là những cái hoạch định của họ rất là, những cái chiến lược của họ rất là mạnh và họ đầu tư rất là mạnh về tài chính để cho những cái công việc mà phát triển văn hóa. Ngay chính tại Hàn Quốc, mỗi công ty quản lý sẽ chi tiền đào tạo khoảng 20 tài năng trẻ. Nếu thời gian rèn luyện là 5 năm, thì một tài năng muốn đi đến được với công chúng cũng phải được đầu tư ít nhất là 150.000 đô la Mỹ. Những thế hệ đầu tiên thành công của Hàn Quốc có thể kể đến BoA hay B-Rain. Họ đều được đào tạo âm nhạc tại Mỹ, có khả năng hát bằng nhiều thứ tiếng. Khi đã nổi tiếng, họ thường xuyên xuất hiện trong nhiều sự kiện quảng bá cho văn hóa quốc gia. Bắt đầu sơ khai những cái nền nghệ thuật của Hàn Quốc thì chính phủ họ cũng đã có những cái chiến lược rất là tốt, đấy là hầu như là đẩy mạnh tất cả những cái học sinh và những cái người mà học âm nhạc của Hàn Quốc thì đều đi ra du học những cái nước ngoài, những cái nước mà có cái nền công nghiệp âm nhạc phát triển rất là tốt như là Mỹ. Không hát tiếng Anh dù trên đất Mỹ cũng là một trong số những biểu hiện cho quyết tâm giữ bản sắc dân tộc, khiến cho âm nhạc Hàn Quốc hòa nhập nhưng không bị hòa tan. Giờ đây khi nhắc đến K-pop, người ta sẽ còn có nhiều liên tưởng về sự đồng bộ, những khuôn mặt đẹp như thiên thần, những bộ cánh dễ thương và hình ảnh luôn được trải chuốt. Và tất cả những điều đó đã tạo nên sự hấp dẫn đến mê muội mang tên K-pop. Đại nhạc hội K-pop là sự kiện nhiều người mong đợi, thậm chí có thể thức trắng đêm chờ mua vé để được tận mắt thấy thần tượng của mình bằng da bằng thịt. Theo nhạc sĩ Dương Cầm, công nghệ lăng xê qua Internet phần nào đã khiến cho K-pop trở nên lung linh đến vậy. Thực tế là đêm nhạc K-pop đã không có một máy quay nào được vào sân vận động ghi hình. Các nghệ sĩ Việt Nam bây giờ họ cũng không thua kém Hàn Quốc và thậm chí họ hát còn hay hơn các ca sĩ Hàn Quốc. Chỉ có điều là với cái công nghệ của chúng ta nó chưa đạt đến mức như của Hàn Quốc. Đó chỉ là một trong số rất nhiều điều thiếu của âm nhạc Việt Nam nếu muốn quảng bá ra thế giới. Bài học về phát triển làn sóng Hallyu của Hàn Quốc ấy là một bài học cực kỳ là xứng đáng để chúng ta có thể đưa vào trong những cái sách giáo khoa cho việc xây dựng cho những người làm âm nhạc, tức là trong trường nhạc viện phải có những cái đề tài nghiên cứu
để đưa ra những cái chính sách, những cái chiến lược và quan trọng nhất là để đào tạo những cái người làm âm nhạc cho chúng ta sau này. Khi mà tại Việt Nam đang có rất nhiều chương trình truyền hình, cuộc thi về âm nhạc được mua bản quyền và thực hiện. Những cuộc thi gây xôn xao dư luận về trình độ hát bằng tiếng nước ngoài của các thí sinh, thì có một thực tế là để đào tạo bài bản ra những tài năng âm nhạc thực thụ thì tại Việt Nam mới chỉ đếm trên đầu ngón tay các trường và học viện âm nhạc. Do đó, sự so sánh với âm nhạc Hàn Quốc càng trở nên khập khiễng. Vừa rồi là nội dung của câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Còn phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày Chủ nhật ngày 2 tháng 12. Ngày hôm nay tại Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức đêm nhạc mang tên Gia Việt 2012 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình có sự tham dự của các nghệ sĩ, giảng viên âm nhạc như nghệ sĩ, giảng viên kèn saxophone Phan Anh Dũng, Hoàng Long, Phan Kiên, Vũ Đức Tân, Đức Thụy. Trong chương trình, 16 tác phẩm sẽ được biểu diễn với hai chủ đề: các bản nhạc gia kinh điển thế giới và các bản nhạc Việt Nam được thể hiện theo phong cách gia như Chiếc lá cuối cùng của Tuấn Khanh, Thành phố trẻ của Trần Tiến, Cao Bằng của Nguyễn Vĩnh Tiến. Ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra đêm diễn cuối cùng của Liên hoan âm nhạc châu Âu 2012. Liên hoan âm nhạc châu Âu 2012 bắt đầu từ ngày 22 tháng 11 tại Hà Nội với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ các quốc gia như Bỉ, Đức, Hungary, Ba Lan, Hà Lan, Thụy Điển, Anh với các thể loại nhạc như cổ điển, jazz, pop. Liên hoan đã đưa các thể loại nhạc của châu Âu đến gần hơn nữa với công chúng yêu nhạc Việt Nam. Hội Tình nguyện Vận động Hiến máu Hà Nội tổ chức Ngày hội Trái tim tình nguyện lần thứ tư với thông điệp Nối vòng tay tình nguyện, sẻ giọt máu yêu thương. Ngày hội là dịp kêu gọi các cá nhân đơn vị tích cực tham gia hiến máu cứu người. Dự kiến chương trình sẽ thu hút khoảng 3.000 tình nguyện viên tham gia sẻ chia giọt máu quý giá của mình, cứu giúp những người bệnh không may đang ngày đêm mong được trở về chung vui bên gia đình trong dịp lễ đón Giáng sinh và Tết Dương lịch 2013. Ngày hôm nay tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra chương trình Ngày hội Kết nối tình nguyện. Ngày hội được tổ chức để chào mừng và tôn vinh những hành động có ý nghĩa vì cộng đồng, hướng tới Ngày Quốc tế tình nguyện mùng 5 tháng 12. Ngày hội sẽ bao gồm nhiều hoạt động ý nghĩa như hiến máu nhân đạo, hội thao kết nối tình nguyện, các gian hàng ẩm thực, chương trình văn nghệ. Chương trình dự kiến thu hút 800 tình nguyện viên đang là thành viên của mạng lưới cộng đồng miền Nam và các tình nguyện viên của các câu lạc bộ, hội nhóm tình nguyện tại địa bàn tham dự. Ngày hôm nay tại Hà Nội diễn ra cuộc chạy bộ vì trẻ em Hà Nội 2012 để giúp các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các hình thức như mua áo phông, tài trợ tiền và hiện vật cho chương trình, nhận đỡ đầu và thanh toán chữa trị cho các bệnh nhi. Cuộc chạy bộ vì trẻ em trong nhiều năm qua đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn người và số tiền ủng hộ lên tới hàng tỷ đồng. Cuộc chạy bộ do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội tổ chức với sự phối hợp của nhiều đơn vị trong và ngoài nước. Ngày hôm nay, Tổng công ty Hàng không Việt Nam sẽ bắt đầu chuyển sang khai thác sân bay mới tại Phú Quốc. Hành khách của Vietnam Airlines khi đến đi từ huyện đảo Phú Quốc sẽ tiến hành làm thủ tục gửi hành lý và lên tàu bay tại cảng hàng không mới tại xã Dương Tơ thay cho cảng hàng không cũ tại thị trấn Dương Đông như trước đây. Đến ngày 12 tháng 12 này, Vietnam Airlines bắt đầu khai thác đường bay mới Hà Nội-Phú Quốc với tần suất 5 chuyến trên tuần, sử dụng máy bay Airbus A321, đồng thời sẽ bắt đầu khai thác loại tàu bay này trên một số chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh-Phú Quốc. Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế trong chuyên mục Cuộc sống bốn phương. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày hôm qua vừa thông báo nước này có kế hoạch phóng một vệ tinh quan trắc trái đất trong tháng 12 này. Một động thái chắc chắn bị cộng đồng quốc tế lên án gay gắt và sẽ làm gia tăng căng thẳng với Hàn Quốc trước thềm bầu cử tổng thống. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời phát ngôn viên của Ủy ban Công nghệ Vũ trụ Triều Tiên cho biết vệ tinh Quang Miên Sương 3 sẽ được phóng thẳng bằng tên lửa đẩy Unha 3 tại trung tâm vũ trụ Soha trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 22 tháng 12 tới. Triều Tiên cho biết đã phân tích kỹ nguyên nhân thất bại trong vụ phóng vệ tinh hồi tháng 4 vừa qua và đã nâng cao độ chính xác của vệ tinh cũng như tên lửa đẩy để tiến hành phóng vệ tinh lần này. Đồng thời, Bình Nhưỡng khẳng định sẽ tuân thủ hoàn toàn các quy định quốc tế liên quan trong vụ phóng vệ tinh tháng 12 này. Tuyên bố của Triều Tiên đã kết thúc nhiều loạt tuần phỏng đoán căng thẳng dựa trên các phân tích hình ảnh vệ tinh rằng Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa mới. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lập tức lên tiếng chỉ trích kế hoạch này là một động thái khiêu khích mạnh mẽ, thách thức nghị quyết của Liên Hợp Quốc và sẽ gây ra hậu quả đáng kể cho Bình Nhưỡng.
Cũng trong ngày hôm qua, người dân Kuwait đi bỏ phiếu để bầu cơ quan lập pháp lần thứ hai trong vòng 10 tháng qua. Cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong bối cảnh phe đối lập kêu gọi tẩy chay vì phản đối luật bầu cử mới sửa đổi. Cuộc bầu cử trên diễn ra gần 2 tháng sau khi quốc vương Sheikh Al-Sabah tuyên bố giải tán quốc hội thân chính phủ mà tòa án đã khôi phục nhằm thay thế quốc hội được bầu hồi tháng 2. Trong số 306 ứng cử viên tranh cử vào 50 ghế quốc hội lần này, không có gương mặt nào của phe đối lập. Các chuyên gia phân tích nhận định ít hy vọng cuộc bầu cử này sẽ đem lại sự ổn định chính trị cho Kuwait. Tuy nhiên, trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử lần thứ hai này, hàng loạt cuộc biểu tình trên đường phố đã chuyển thành bạo lực. Khoảng 150 người biểu tình và 24 cảnh sát đã bị thương. Giới quan sát nhận xét trong sáng ngày 1 tháng 12, số người tham gia bỏ phiếu rất ít, khác hẳn cuộc bầu cử hồi tháng 2 với những hàng dài cử tri chờ đến lượt bỏ phiếu. Tổng thống sắp mãn nhiệm của Mexico là ông Felipe Calderón đã chính thức chuyển giao quyền lực cho tổng thống mới đắc cử của nước này là ông Enrique Peña Nieto. Lễ chuyển giao quyền lực được tổ chức trang trọng vào đêm mùng 1 tháng 12 theo giờ địa phương tại Cung điện Hoàng gia Mexico. Tại buổi lễ, Tổng thống sắp mãn nhiệm Calderón đã trao cho tân Tổng thống Peña Nieto quốc kỳ của Mexico, biểu tượng của người nắm quyền lực tối cao của đất nước. Tân Tổng thống đã có bài phát biểu trước Quốc hội, cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống ma túy, quyết không thỏa hiệp với các băng đảng buôn lậu cái chết trắng, thúc đẩy nền kinh tế và đảm bảo an ninh ở Mexico. Theo dự kiến, trong ngày hôm nay mùng 2 tháng 12, ông Peña Nieto sẽ có buổi tuyên thệ nhậm chức chính thức trước toàn thể người dân Mexico. Trước đó, vào ngày 30 tháng 11, tân Tổng thống Mexico đã bổ nhiệm các vị trí trong nội các mới của mình. Tân Tổng thống Peña Nieto là thành viên của Đảng Cách mạng Thể chế PIR, lực lượng đã nắm quyền ở quốc gia này trong suốt 7 thập kỷ, cho tới khi bị thất bại trong cuộc bầu cử năm 2000. Người dân Mexico hy vọng tân Tổng thống sẽ đem tới một hình ảnh mới cho Đảng Cách mạng Thể chế PIR, bởi trong quá khứ, đảng này từng bị cáo buộc là tham nhũng, độc đoán và gian lận trong bầu cử. Ba viện kinh tế của Pháp, Đức và Đan Mạch mới đây đã công bố báo cáo cùng những chỉ trích mạnh mẽ chính sách khắc khổ mà Ủy ban châu Âu EC đề xuất nhằm cứu khu vực đồng euro. Việc ba viện kinh tế này cho rằng những chính sách khắc khổ bằng mọi giá không những kìm hãm sự tăng trưởng vốn đã ẻo uột của châu Âu mà còn kìm hãm khả năng giảm nợ của toàn khối. Các báo cáo đều cho rằng chính sách thắt lưng buộc bụng của Ủy ban châu Âu EC sẽ là phản tác dụng khi chính sách siết chặt ngân sách lại thu hẹp môi trường kinh doanh giữa các nước trong khối và mỗi thành viên tạo ra sự suy thoái cho nước lân cận. Để thoát khỏi sự trì trệ, ba viện nghiên cứu đề nghị châu Âu nên xem xét lại liệu pháp của EC. Cơ quan đã ấn định rằng từ nay đến năm 2032, các nước thành viên trong khối phải đạt mục tiêu giảm nợ công xuống còn 60% GDP. Theo các viện kinh tế trên, nhất thiết là phải làm trong sạch hóa nền tài chính công. Tuy nhiên, tiến trình trong sạch hóa sẽ áp dụng tùy theo tình hình kinh tế của từng quốc gia. Một thông tin quan trọng dành cho những người lao động nước ngoài làm việc ở Nga, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2012, Nga bắt đầu thực thi đạo luật kiểm tra trình độ tiếng Nga đối với lao động nhập cư. Liên bang Nga cho rằng việc nắm vững tiếng Nga sẽ tạo điều kiện an ninh và thuận lợi cho lao động nhập cư cũng như để họ hòa nhập hơn với xã hội Nga. Đạo luật trên quy định những người nước ngoài làm việc ở Nga trong các lĩnh vực dịch vụ công cộng và buôn bán lẻ, khi làm thủ tục nhận hoặc gia hạn giấy phép lao động đều phải trả thi môn tiếng Nga. Luật này không áp dụng đối với công dân Belarus và Nam Ossetia, những nước công nhận tiếng Nga là tiếng bắt buộc. Hiện Nga có 160 trung tâm có chức năng tổ chức thi tiếng Nga cho người lao động di cư nước ngoài. Nga dự kiến trong 2 năm 2013-2014 sẽ có khoảng 140.000 lao động di cư trả thi tiếng Nga. Để thi tiếng Nga thì mỗi lao động sẽ phải nộp 5.000 rúp, tương đương là hơn 160 đô la Mỹ lệ phí. Sau 2 ngày chờ đợi, cuối cùng chủ nhân đầu tiên sở hữu tấm vé trúng giải độc đắc 579,9 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 12.000 tỷ đồng tại Mỹ đã đến nhận giải thưởng. Đó là ông bà Cindy và Mark Hugh tại bang Missouri. Họ khẳng định đến giờ vẫn chưa dám tin đây là sự thực. Cặp vợ chồng Mark và Cindy Hill là hai người đặc biệt may mắn khi đã cùng chiến thắng với tấm vé sở hữu dãy số 5, 16, 22, 23, 29 và Powerball 6. Họ đã vui mừng đến rơi nước mắt bởi xác suất để giành giải độc đắc được công bố chỉ ở mức 1 trên 175 triệu.
Tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi đã gọi cho chồng tôi và tôi nói rằng em đang bị đau tim. Tuy nhiên, khi báo chí hỏi về cảm nhận khi được nhận số tiền lớn đến thế, bà Cindy lại khiêm tốn cho biết: chúng tôi chỉ là những con người bình thường thôi, cũng giống bao người khác. Chúng tôi đã may mắn có được một chút vốn. Là một nhân viên văn phòng bị mất việc vào năm 2010, còn chồng là thợ điện cho một công ty thực phẩm nhỏ ở Missouri. Đối với vợ chồng ông bà Hill, tấm vé độc đắc của giải sổ số Powerball chẳng khác nào một cơ hội đổi đời. Trước tiên, mơ ước không phải đi thuê nhà của họ đã trở thành hiện thực. Kế đó, mong muốn nhận một đứa con nuôi của họ cũng sớm được toại nguyện. Gia đình bà Cindy quyết định nhận một lần toàn bộ số tiền trúng giải. Trong lễ trao giải, tấm séc tượng trưng được trao có mệnh giá tới 293,75 triệu đô la Mỹ, nhưng người phát ngôn cơ quan sổ số Missouri Susan Gold khẳng định sau khi nộp thuế, bà Cindy cùng chồng sẽ chỉ còn nhận được 136,5 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 2.900 tỷ đồng. Với một số tiền kiếm được khổng lồ là 110 triệu đô la Mỹ chưa trừ thuế, thì rapper Dr. Dre được tạp chí Forbes bình chọn là nghệ sĩ có thu nhập cao nhất trong năm 2012. Tuy nhiên, điều đáng nói là con số này thu được lại không nhờ vào các hoạt động của anh trong lĩnh vực âm nhạc. Dr. Dre là một trong những tên tuổi hàng đầu thuộc thể loại rap và hip hop vào đầu những năm 1990. Từng làm việc với các nghệ sĩ nổi tiếng như Eminem, Snoop Dogg. Tuy nhiên, trong năm qua, Dre không phát hành một album nào mà thu nhập khổng lồ của ông đến từ việc kinh doanh tai nghe. Mặc dù vậy, Dr. Dre không phải là ca sĩ duy nhất trong danh sách 10 nghệ sĩ kiếm được bộn tiền ngoài phòng thu, do Forbes bình chọn. Xếp vị trí thứ hai là Roger Waters với thu nhập 88 triệu đô la Mỹ đến từ chuyến lưu diễn The World. Kế đó là ca sĩ, nhạc sĩ người Anh Elton John với 80 triệu đô la Mỹ. Đứng thứ tư là nhóm nhạc U2 với tổng thu nhập ước tính đạt 78 triệu đô la Mỹ, phần lớn cũng nhờ vào những chuyến lưu diễn. Nhóm nhạc Anh Take That theo sau với 69 triệu đô la Mỹ nhờ chuyến lưu diễn kéo dài 8 ngày tại sân vận động Wembley của London. Kế đó là Britney Spears với thu nhập 58 triệu đô la Mỹ, chủ yếu đến từ vai trò giám khảo trong cuộc thi X Factor và doanh số tiêu thụ các đĩa nhạc. Hai nghệ sĩ duy nhất dưới 30 tuổi có mặt trong top 10 nhạc sĩ có thu nhập cao nhất năm nay là công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift, ngôi sao nhạc pop người Canada Justin Bieber. Như vậy, có thể nói rằng, những ca sĩ đứng đầu bảng xếp hạng thu nhập khủng của năm 2012 không phải là những tên tuổi hot nhất, mà là những người chăm chỉ kinh doanh và thực hiện các tour lưu diễn. Những giọng ca nổi bật như Adele, Katy Perry lại đứng ở gần chót bảng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Cuộc Sống 24 giờ sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.